Dạ vâng ạ, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị hàng bãi B52 Audio các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các video khác thôi, em cũng không biết nói gì hơn, cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe các bác ạ. Thì các bác ơi, lô loa đầu tiên, xin lỗi các bác, lô loa thứ ba của đầu năm 2014. Thì hôm trước em lên một lô loa Melo này thì đã khép lại rồi, và lô loa Banter là cũng đã khép lại rồi các bác ạ. Và em tiếp tục lên cho các bác một lô loa CK Audio các bác nhé. Vâng, thì em sẽ cho các bác đi xem lại là cái chi tiết về cái thiết kế cũng như là cái nội thất của em nó, và em sẽ test nhạc cho các bác nghe luôn các bác nhé. Vâng, thì em đây đã vệ sinh xong rồi. Đây đây, xong được gần một nửa rồi đây các bác này. Thì đơn đặt hàng bắt đầu là em nhận hàng từ hôm qua, là em đã nhận hàng rất chi là nhiều rồi, là để đóng bưu điện cho các bác Melo và tất cả những đôi loa CK em đang đóng đi để sáng mai cho bưu điện lấy các bác nhé. Vâng, thì đối với dòng loa này thì thiết kế là thùng cân các bác nhé, thùng cân form dáng cực kỳ đẹp các bác, form dáng cực kỳ đẹp. Thì ở trên đầu này nó có một cái logo là USA này các bác này. Đó. Và đã bằng này, cái này là bằng nhôm các bác nhá, bằng nhôm sơn đen này. Đó. Và sơn thần của nó là sơn thần màu đen. Thì đối với cái một dòng loa này thì các bác, sơn thần màu đen và cái nước sơn của nó cực kỳ đẹp, em vẫn giữ lại được nước sơn zin các bác nhá. Và thùng của nó em nó cực kỳ chắc chắn cho các bác. Thùng cực kỳ chắc chắn và đẹp. Chắc như lắm cơm luôn các bác. Và em cho các bác đi xem vào chi tiết về cái nội thất của em nó. Thì họ sử dụng là củ bát đấy các bác này. Củ bát từ của em nó là từ 19 các bác nhé. Từ 19. Đây này em cho các bác xem đây. Đây ra đây cho sáng đây. Từ sử dụng là từ 19 các bác nhé. Từ 19. Đấy. Côn của nó là côn 76 các bác nhé. Côn 76. Và côn hở đây em bật đèn vào lát cho các bác xem. Đấy. Từ 19 côn hở các bác này. Đấy. Các bác nhìn côn hở là côn đen. Đấy. Côn hở mà côn đen thì côn hở này. Thì các bác cứ yên tâm rằng là làm những cái hãng loa nháy là chưa làm được côn hở các bác ạ. Và sử dụng côn 76 đây. Các bác này, màng là màng của em nó là màng 2 sóng. Ấy, xin lỗi các bác, gân 2 sóng. Màng tẩm dầu, màng cực kỳ sâu. Thì đối với cái dòng loa này các bác nhìn này, cái bát của nó như thế này thì tiếng bát của nó không còn phải bàn cãi gì nữa. Đó, và em cho các bác đi xem vào cái thông số kỹ thuật của em nó. Thông số kỹ thuật của em nó đây này các bác này, TB12 cộng các bác nhá. Công suất của con này nó là 600W ở 8 ohm. À, dài tần của nó xuống tới 45 Hz tới 20 kHz. Độ nhạy của nó 99 dB các bạn. Độ nhạy của nó 99 dB và sử dụng là củ chép của Selection các bác nhá. Sử dụng là củ chép của Selection, cái mã chép này của nó là CD L1 1747 các bạn. Sử dụng củ chép 450 của Selection. Đây các bác này. Đó. Và loa của em nó là gọi là loa CK Audio. Đấy, đằng trước này của em nó là mang một cái logo là CK Audio đây các bác này. Đó. Và phân tần của em nó đây. Này, em cho các bác xem phân tần của em nó hoàn toàn sử dụng là phân tần nhôm mạ đồng tản nhiệt cực kỳ nhanh, sử dụng hai cuộn cảm của chép và cảm của bát, tất cả những con tụ xịn hết cho các bác đó. Và dây tín hiệu là hoàn toàn sử dụng dây chống nhiễu hết cho các bác nhé. Đó, và em cũng không để cho các bác chờ lâu nữa, em sẽ cho các bác nghe qua hai đoạn nhạc đấy. Thì em người thật việc thật thì em test nhạc thô sơ lên luôn thế này cho các bác nhé. Đấy, em cho các bác, em mở nhạc cho các bác. Em test cho các bác nghe qua hai đoạn nhạc các bác nhé. Đây em đã vệ sinh. Đây là em vệ sinh bắt đầu này. Bắt đầu em đóng hàng, em nhận đơn hàng của các bác đây. Đấy, đơn đặt cọc đây, bắt đầu là em đã chuẩn bị mai, bắt đầu em gửi đi. Gửi xe và gửi đi. Trời đẹp xanh như em với anh, đại người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nước có lỡ duyên ta sao cho thật, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã biết con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếng nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong được tổ bay. Cơn đau mãi vẫn chưa lành, người dấu.
cuối mây, để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vây. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say, đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ. Các bác nghe qua một đoạn nhạc của remix thử tiếng bát của em nó các bác nhé. Và em cũng nhận được mấy bộ dàn của cái loa này. Đã dùng để em cho các bác nghe qua của đoạn nhạc tiếng bát của nó. We are not responsible for causing any gear damage. Initiating base test. Ngay con đẩy này luôn bác nhá. Bộ dàn ghép vào em nhận được mấy bộ dàn này có 18 triệu. Ngay con đẩy này tiếng bát có đã không ạ? Các bác ơi, tiếng bát nó có sâu không ạ? Các bác ơi, tiếng chép nó có tơi không ạ? Vâng, thì em cũng báo cáo với các bác rằng là em cũng rất là vui. Từ hôm qua là em nhận được tất cả là 4 bộ dàn của cái loa này. Đã, ghép với đẩy LT MA600 này. Đã, thì em nhận được 4 bộ rồi. Đã,
Tổng giá trị bộ dàn lên có 18 triệu thôi các bác nhé. 18 triệu là sử dụng ngay con vang X5 với lại một đôi mic Dilo luôn các bác nhé. Thì tất cả những bộ dàn này thì mai em sẽ review lên cho các bác để cho các bác xem, các bác để cho các bác nắm được những bộ dàn của các bác khách đã cọc em rồi này các bác nhé. Thì đối với cái dòng loa CK này tiếng bass của nó kinh khủng lắm các bác. Tiếng bass của nó kinh khủng và tiếng chép nó cực kỳ tơi. Thì em đang vệ sinh gần xong đây rồi các bác. Thì mai bắt đầu em đóng hàng em đi, em gửi đi cho các bác những đơn hàng là các bác đã cọc em rồi các bác nhé. Vâng, thì cuối video rồi, em cũng không còn gì nữa. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em. Và em cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành với em bao nhiêu năm nay các bác ạ. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau, những buổi live stream sau các bác nhé. Và các bác nhớ ủng hộ em bằng những nút like. Các bác nào chưa đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em các bác nhé. Và em chào và hẹn gặp lại các bác nhé.